Đây là cái con trâu mà mình mua của nghệ nhân Lê Minh nha mọi người. Ủa, đưa ông kêu. Con đưa 50. Đó. Ôi, con trâu dễ thương này chỉ có giá 20 ngàn thôi mọi người ơi. Hiện tại thì em đang đứng ở ngã tư của đường Lý Thường Kiệt giao với con đường 3 tháng 2 nha. Thì hôm nay em đi qua đây thì thấy một ông, một cụ thì đang làm những cái đồ mà thủ công bằng lá dừa nhá. Thì hôm nay em sẽ đi tới em xem và em giới thiệu với cô chú, anh chị và các bạn mình cùng theo dõi. Đây, mình sẽ quay ông làm mấy cái đồ thủ công này nhá. Này là bằng lá dừa không nhỉ? Có chuyện nước hết đó. Dạ. Nghe thấy á. Đang làm con đó là con cá nha mọi người. Nó là con cá nhá. Đây là con trâu. Trâu này. Con chim nữa. Trâu, chim. Đây là con trâu nha. Đây là con trâu nhá. Đây là con chim này. Đây là con bướm. Con cua, con cào cào. Đây có cả những con cua này. Đó, hai con cua đang đó, đó mọi người. Đây là con cào cào nha. 5 nào ông cũng làm hay sao ông? À. 5 nào ông cũng làm hả ông? Đâu có, ông đi bán chưa suốt năm mà. Ông đi bán suốt năm hả ông? Đi khắp nơi. À dạ. Đi khắp thành phố. À, dạ. Vậy là đi khắp thành phố Sài Gòn này đấy ạ? Đây là nêm cạc của ông mà. Ông có cái nêm cạc nha. Đây ông là chương trình. Đây là nêm cạc của ông nha mọi người. Ông là chương trình HTV2 cũng có, HTV9 có, HTV7. Dạ đây HTV7 đây, ông lên HTV7 đây mọi người. Ông tên Minh à, ông Lê Minh à? Dạ, ông Lê Minh nha mọi người. Đây là nêm cạc của ông nhé. Ông ở bên Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Lá dừa nghệ nhân tạo hình. Đây là những tổ chức đám cưới, đám tiệc, tân gia, sinh nhật hôn nôi mà mọi người muốn mời ông thì đây là thông tin liên hệ nha. Đây là ông ngồi ở đây xong này đến gần sáng mai cái là ông đi chỗ khác rồi. Sáng mai là ông này đi chỗ khác. Ông ở đây. Một chỗ bán buổi rồi đấy. Hôm nay con đi qua đây con thấy xong này con ghé qua. Dạ chứ ít khi lắm. Cũng may mắn hôm nay gặp được ạ. Đây ông đang tạo hình con cá nha mọi người. Đó. Con nào cũng làm được hết. Dạ, năm nào ông cũng làm, con nào ông làm được hết rồi. Ông làm cũng mấy chục năm rồi không? Làm hai mấy năm rồi. Dạ, ông làm hai mấy năm rồi. Thường thường những con như thế này thì bao nhiêu ngàn một con không? 20 ngàn một con, con nào cũng đồng giá hết hả không? Đồng giá hết. 20 ngàn một con thôi mọi người ơi. Lát nữa mình sẽ mua một con về cho con gái mình nha. Ở đây năm nay là năm con trâu này nên ông có làm những con trâu rất là ngộ nghĩnh dễ thương nhá. Con trâu này. Đây là ông đang tạo hình một con cá. Đó, con cá xong rồi nha. Đây là những bé rất là thích nha. Bây giờ những cái đồ mà bằng nhựa hay là bằng giấy á thì này nó vệ sinh môi trường lắm. Dạ. Nó mọc ở dưới nước lên đây. Dạ. Này dưới nước mà. Dạ đúng rồi. Rồi phân phân cho vậy đó. Dạ. Nước nó lên tới đây nè. Dạ. Rồi tự nó mọc lên nè, nó nhảy nó mọc lên là không có phải chăm sóc gì hết. Dạ. Nó
trên môi trường á. Này sử dụng an toàn và này bảo vệ môi trường nữa. Đúng rồi. Cho các bé nó chơi, nó cúng vô miệng nó là cũng ăn. Dạ. Bây giờ đồ ngủ đồ ghê lắm. Dạ. Còn lại là những cái đồ mà những cái đồ chơi hiện nay á, mình mua những cái đồ chơi mà bắt mắt á thì cũng có rất là nhiều những loại đồ chơi bằng giấy bằng nhựa nha. Nhưng mà đối với những cái đồ chơi mà bằng thủ công mỹ nghệ như bằng lá cọ dừa này, vừa bảo vệ môi trường này, vừa giúp cho các bé mà biết được rằng những cái đồ mà mình thủ công, những đồ chơi ngày trước á, thì các bé cũng có rất là nhiều kỷ niệm về những cái loại đồ chơi này. Mọi người thấy nhé, ông ngồi ở giữa ngã tư của đoạn đường mà 3/2 giao với đường Lý Thường Kiệt, nên khu vực này thì đường xá và xe cộ đi lại rất là nhiều, nên khá là ồn nha mọi người. Ở đây nó khá là ồn, mình sẽ coi ông là ông đang tạo hình con gì đó không? À, con rồng. Con lồng hả ông? Con rồng. À, con lồng. Ông đang làm tiếp con lồng. Còn ông ngồi là từ mấy giờ sáng không? À, 8 giờ. À, ông sẽ ngồi làm từ 8 giờ tới trưa là ông nghỉ. Đúng rồi. À. Ê, năm nay ông có qua phố đi bộ Nguyễn Huệ không? Không. À. Tại vì ngoài đó nó khó lắm, không có ngồi được. À, không cho mình ngồi hả? À, không cho mình ngồi, nó đuổi. À, dạ. Thấy ông tạo hình nhá, ông thì cũng được lên rất là nhiều những đài truyền hình rồi nha mọi người, làm nó khéo tay hơn đó. Cái con lồng là làm có khó hay là con nào làm khó nhất ông? Nói chung mình sáng tác ra rồi mình làm nó dễ lắm. À dạ. À. Nhưng mà lúc khó là khó lúc ban đầu. À. Lúc ban đầu mình tưởng tượng ra rồi mình phát minh ra, mình tạo lên một con gì đó. Dạ. Thì có khi có con cả tháng luôn. Cả tháng rồi đó. Có được con. Dạ. Đấy. Tại vì mình phải suy nghĩ là làm cái lá nó như thế nào rồi. Dạ. Nó tạo nó ra những cái đầu rồi những cái chi tiết này kia nó rất dạ. là lâu. Dạ. Nhưng mà đã làm được rồi. Dạ. Thì rất là dễ. À. Tư thế mình làm rồi. Dạ. Nó tạo ra được rồi thì mình rất là. À. Đây là khó là cái thời gian đầu ha. Dạ. Mình nghĩ ra trong khi mình làm cái lúc đầu tiên là nó sẽ khó nhất. Khó nhất đấy. Dạ. Rồi sau này là lúc đó mình đã làm được rồi thì mình sẽ quen hơn. Ừ, thoải mái thôi. Dạ. Mình sẽ coi ông làm xong con lồng hơn nha.
Thường thường ông ngồi ở đây thì có nhiều người ghé mua không? Không có chứ, từ bữa từ hôm à. Dạ. Có hôm thì bán tí xíu hết à. À dạ. Làm khoảng 30 mấy con là bán. À dạ. Một ngày nào ông bán tầm khoảng 30 mấy con là mình nghỉ không? À đúng rồi. À từ sáng đến giờ nào ông làm được bằng này con đấy hả? Đâu có, làm hồi khuya lắm à. À dạ, có được. Một con nó cũng lâu lắm. Dạ. Như cái con lồng này là mình làm từ mấy giờ đấy không? Thì con lồng này khoảng 15 phút. À dạ, con lồng này là 15 phút là xong. Sừng của nó, à, cái sừng của con lồng này. Nãy con cái con nhìn ông la nữa đó. Dạ, nãy con tưởng nó cắt cái chân. Đó là cái sừng của con lồng nha. Đó nó là hình như hai con lồng đấy. Mọi người thấy không? Bắt đầu mình nhìn thấy hình con lồng rồi nha. Hôm nay mình chỉ ở Sài Gòn thôi, ông có đi tỉnh bao giờ không ạ? Không, có đi tỉnh là từ khi mình về tỉnh mình làm tổng đốc cưới rồi đó. À dạ. À mình cũng mới về thôi. À thì khi nào mình làm tiệc đám cưới hay đồ thì mình về. Còn lại là ví dụ như ngày bình thường mà không còn lễ hội gì thì ông vẫn bán bình thường. Ông vẫn bán bình thường ạ? À mình bán ở nhà ở bên bên chỗ Bình Tân hay sao không? Ông bán đi khắp quận. À ông vẫn đi khắp quận thành phố. Vậy mà con đi cũng nhiều mà ít khi con gặp nha. Bởi vậy nên vừa nãy ông nói là hôm nay gặp chứ nhiều khi không gặp được cũng đúng. Nhưng mà tại vì cái gần Tết này nè. Dạ. Là đáng lẽ là không có đi bán gì đâu. À dạ. Tại vì dịch đó. Đúng rồi. Mấy cái lễ hội rồi hội chợ các thứ nó mời nhiều lắm. À dạ. Quỷ hết rồi. Đúng rồi. Dịch đúng không? Dịch nên là người ta nghỉ hết là. Dạ. Cái dịch nên là nhiều cái ngành nghề cũng làm ăn khó khăn không ha? Đa con thấy là ảnh hưởng chung luôn á, tất cả các ngành nghề luôn á. Bây giờ lễ hội rồi mình chưa làm nghỉ hết thôi. Dạ. Bây giờ cái chỗ mà đông người là nhà nước không cho làm nữa. Dạ. Mà thử nó có đi bán rồi chứ có lẽ cái mùa Tết rồi là làm nhiều lắm. Dạ. Đi làm chứ không có đi bán nữa. À dạ. Thì mọi người hôm nay thì ông đang ở ngã tư đường 3 tháng 2 giao với đường Lý Thường Kiệt nhá, Nghệ Nhân Lê Minh. Ông chuyên làm mấy cái đồ mà thủ công mỹ nghệ bằng lá dừa nước nha mọi người. Hãy subscribe.
20.000 một con tầm giá nhé. Nghệ nhân Lê Minh. Ở có ai làm nghề với ông nữa không? Hay chỉ có mình ông làm nghề này thôi không? Có mình ông rồi. Dạ. Có học cờ thì có. Dạ. Không chỉ mấy đứa nó học đó, nó cũng làm được vài con. À dạ. Bây giờ lớp trẻ thì cũng chắc cũng ít người chịu theo ông ha? Đúng rồi. Nó làm được vài con, nó làm nó thấy khó quá, nó bỏ, nó nản. Dạ. Không kiên trì được. Dạ. Thì thực ra là nếu mà mình làm thủ công như vậy thì nó số lượng nó không được nhiều đúng không ha? Đúng rồi. Hay là thu nhập thì nó cũng không có cao. Nên là trẻ thì con nghĩ cũng chắc là ít người họ theo lắm. Nay làm thực sự là mình làm vì niềm đam mê á. Thì mình sẽ làm cái này nó dài. Đây là cái lâu của con lồng này. Ngày nay cái lâu không? Nó lồng phải có lâu không? Đó, cái lâu lồng nha. Ồ, ra con lồng rồi, đẹp rồi. Rồi, ông đã làm xong rồi nha mọi người ơi. Đó, con lồng ông đã làm xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đính cho nó một cái cây và cầm tay cho mấy bé cầm chơi nha. Đó. Ồ, nó bị lơi. Chim nó bị lơi rồi nha. Mình và quý vị mới coi vừa nãy á, thì hiện tại đã làm xong rồi nha. Đây là toàn bộ mà hình hài của con lồng mà mình vừa làm xong nhé. Đây nha quý vị. Đó, nhìn khá là đẹp ha. Rất nhiều những cái con trâu, con chim, con công, con cua, con cào cào, con lồng hay con cá ở khu vực này. Nên là quý vị và các bạn mà mình có ghé ngang qua đây thì mình hãy ghé mua ủng hộ cho nghệ nhân Lê Minh nhé. Hôm nay ngồi khu vực này. Trong video hôm nay mình muốn giới thiệu với quý vị và các bạn về cái đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng lá dừa nước của nghệ nhân Lê Minh. Tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé.